Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe Gian XF2, một thương hiệu xe mà nó gần như là thương hiệu quốc dân trong cái lĩnh vực xe đạp. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Các bác cứ lên Google tìm Gian XF2 là nó ra tất tần tật về xe Gian này. Khung nhôm nguyên bản hết. Nước sơn của chiếc xe thì còn rất là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, với cả là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Về nhìn tổng thể thì chiếc xe còn rất là đẹp. Trang bị tay bấm Shimano phanh dầu, phanh dầu Techo. Lốp 700C phanh đĩa. Mayer bi vòng. Trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay. Mayer sau bi vòng cuối lỗ. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm, 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe này phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57-58 đến khoảng 1m70, hơn 1m70 là đi được. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 7,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.